Luận Đại Trí Độ, quyển 5 năm. Phẩm thứ 28, Viễn Nhân Thính Pháp, Người Huyễn Nghe Pháp. Kinh: Lúc bấy giờ chư thiên nghĩ rằng, như vậy thì hạng người nào mới nghe được pháp mà Ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên như vậy, nên nói: Thưa chư vị thiên tử, người như huyễn như hóa nghe pháp vậy, chỉ có hạng người như vậy mới nghe được pháp này. Vì sao? Vì người như huyễn như hóa mới chẳng nghe, chẳng biết và chẳng chứng vậy. Chư thiên hỏi: Thưa Đại Đức, vì chúng sanh như huyễn như hóa, thì người nghe pháp cũng như huyễn như hóa chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa chư vị thiên tử, chúng sanh như huyễn thì người nghe pháp cũng như huyễn, chúng sanh như hóa thì người nghe pháp cũng như hóa vậy. Thưa chư vị thiên tử, ngã như huyễn như mộng thì chúng sanh dẫn đến tri giả kiến giả cũng như huyễn như mộng. Sắc dẫn đến thức cũng như huyễn như mộng, nhãn dẫn đến ý cũng như huyễn như mộng, sắc dẫn đến pháp cũng như huyễn như mộng, nhãn thức dẫn đến ý thức cũng như huyễn như mộng, nhãn xúc dẫn đến ý xúc cũng như huyễn như mộng. Thưa chư vị thiên tử, ngã và chúng sanh như huyễn như mộng thì nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, Tu Đà Hoàn quả dẫn đến Phật đạo cũng đều như mộng như huyễn cả. Chư thiên hỏi: Thưa Đại Đức, Phật đạo như huyễn như mộng thì Niết Bàn cũng như huyễn như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Tôi nói Phật đạo như huyễn như mộng, Niết Bàn như huyễn như mộng. Nếu có pháp nào hơn Niết Bàn thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như huyễn như mộng. Vì sao? Vì như huyễn như mộng và Niết Bàn là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận hỏi: Trước đây đã nói hết thảy pháp đều như huyễn như mộng, nên chẳng có người thuyết pháp, chẳng có người nghe pháp. Này vì sao chư thiên còn muốn hỏi hạng người nào mới nghe được pháp mà Ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Đáp: Trước đây đã nói rõ rằng hết thảy pháp đều là như huyễn như hóa, chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Do vậy chư thiên khỏi tâm nghi, nghĩ rằng nếu như vậy thì hạng người nào mới nghe được pháp mà Ngài Tu Bồ Đề đang thuyết? Ngài Tu Bồ Đề nói: Người như huyễn như hóa mới nghe được pháp này. Chư thiên lại nghĩ rằng hạng người nghe pháp mà Ngài Tu Bồ Đề đang thuyết phải như thế nào mới có thể tương ưng, mới có thể tín thọ, dẫn đến mới có thể tu hành để được đạo quả. Ngài Tu Bồ Đề khẳng định chỉ có người như huyễn như hóa mới nghe được pháp tôi đang thuyết và họ sẽ tương ưng tu tập thành đạo quả. Hỏi: Người như huyễn như hóa chẳng có các tâm và tâm sở, họ chẳng có tín thọ được pháp, như vậy thì nói pháp để làm gì? Đáp: Đây chẳng phải khiến người huyễn hóa nghe pháp, mà chỉ muốn dạy người tu hành phải dụng tâm vô sở đắc để hành các pháp, ví như người huyễn hóa chẳng nghe, chẳng biết, chẳng chứng vậy. Lại nữa, vì ngã và chúng sanh là như huyễn như mộng, nên người thuyết pháp cũng như huyễn như mộng. Người thuyết pháp đã là như huyễn như mộng thì người nghe pháp, người biết pháp, người hiểu pháp cũng như huyễn như mộng. Lại nữa, sắc dẫn đến Niết Bàn cũng là như huyễn như mộng. Hỏi: Nếu chẳng có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn thì vì sao nói Niết Bàn là như huyễn như mộng? Đáp: Đây chỉ là phương tiện. Ví như Phật dạy, nếu có cây hiểu biết được tiếng của ta nói thì ta cũng sẽ thọ ký cho chúng được Niết Bàn vậy. Đây cũng chỉ là thí dụ. Niết Bàn dụ cho pháp rốt ráo thanh tịnh, pháp vô thượng. Ví như biển lớn là nơi dung chứa các dòng nước từ trong sông chảy về. Niết Bàn rốt ráo thanh tịnh, chẳng còn ma chướng quấy nhiễu, là nơi mà chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã đạt đến. Ngài Tu Bồ Đề tán thán bát nhã ba la mật có lực phá hết thảy các chấp về hữu vi pháp để đạt đến Niết Bàn. Bởi vậy nên chẳng có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn cả. Thế nhưng nếu chẳng rõ Niết Bàn là rốt ráo thanh tịnh, là rốt ráo không, là như huyễn như mộng, mà mống tâm thủ chấp Niết Bàn cũng sẽ bị lực trí huệ vô ngại bát nhã ba la mật phá trừ vậy. Vậy nên Ngài Tu Bồ Đề nói nếu có pháp nào thù thắng hơn Niết Bàn thì tôi cũng nói rằng pháp ấy là như huyễn như mộng. Kinh: Lúc bấy giờ các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Kohila, Maha Kachin Diên, Phú Lâu Na, Maha Ca Diếp cùng vô số Bồ Tát hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật khó thấy, khó hiểu, khó biết, là tịch diệt, là thập thâm vi diệu, như vậy ai là người tín thọ được bát nhã ba la mật? Ngài A Nan thay Ngài Tu Bồ Đề đáp: Đó là các Đại Bồ Tát đã vào được bất thối chuyển địa, các bậc A-la-hán lậu tận, các bậc đã thành tựu chánh kiến, đã đầy đủ tín lực,
các thiện nam thiện nữ căn tánh lành lợi, thường thân cận các thiện tri thức, thường cúng dường chư Phật. Những hạng người này tín thọ bát nhã ba la mật mà chẳng nói như vậy là phải hay chẳng phải, thị hay phi? Ngài Tu Bồ Đề tiếp lời Ngài A Nan nói, đó chính là những người chẳng dùng sắc để phân biệt không và chẳng dùng không để phân biệt sắc, dẫn đến chẳng dùng thức để phân biệt không và chẳng dùng không để phân biệt thức, chẳng dùng sắc để phân biệt vô tướng vô tác và chẳng dùng vô tướng vô tác để phân biệt sắc, dẫn đến chẳng dùng thức để phân biệt vô tướng vô tác và chẳng dùng vô tướng vô tác để phân biệt thức, chẳng dùng sắc để phân biệt bất sanh bất diệt tịch diệt ly và chẳng dùng bất sanh bất diệt tịch diệt ly để phân biệt sắc, đến chẳng dùng thức để phân biệt bất sanh bất diệt tịch diệt ly và chẳng dùng bất sanh bất diệt tịch diệt ly để phân biệt thức, dẫn đến ý sắc nhãn, dẫn đến ý sắc, dẫn đến pháp nhãn thức, dẫn đến ý thức nhãn xúc, dẫn đến ý xúc nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng là như vậy. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni cũng đều là như vậy, dẫn đến a la hán bích chi phật, phật nhất thiết trùng trí cũng đều là như vậy cả. Ví như chẳng dùng nhất thiết trùng trí để phân biệt không, dẫn đến để phân biệt ly, và chẳng dùng không, dẫn đến chẳng dùng ly để phân biệt nhất thiết trùng trí. Ngài Tu Bồ Đề lại nói tiếp, thưa chư vị thiên tử, bát nhã ba la mật thậm thâm vi diệu như vậy có ai lãnh thọ được chăng? Thưa chư vị thiên tử, trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ bày, chẳng có pháp gì để luận giải cả. Do vậy mà người tín thọ bát nhã ba la mật cũng là bất khả đắc vậy. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa Ngài Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa pháp và các pháp như thủ Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến khi vào thập địa, hộ trì Bồ Tát tu đàn ba la mật, dẫn đến tu bát nhã ba la mật, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Bởi nhân duyên vậy nên cần phải dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát. Bồ Tát Maha Tát tu tập bát nhã ba la mật như vậy, trên cầu Phật đạo giới hóa độ chúng sanh, nên chẳng mất thần thông, được đầy đủ các thiện căn công đức, thường đi đến các cõi Phật, cung kính cúng dường chư Phật, thọ lãnh giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi được nhất thiết trùng trí, mà chẳng hề ly chánh định. Do vậy mà được nhất thiết thế gian tối thượng biện, tức là được biện tài vô ngại, vượt trên hết thảy thế gian. Ngài Tu Bồ Đề nói, đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như lời Ngài nói, bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo là giáo pháp hộ trì Bồ Tát, dẫn đến nhất thiết thế gian tối thượng biện là pháp bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên ngã dẫn đến tri giả kiến giả cũng bất khả đắc, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không cũng bất khả đắc, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng đều bất khả đắc cả. Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa Ngài Tu Bồ Đề, vì nhân duyên gì mà nói bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc? Vì nhân duyên gì mà nói bát nhã ba la mật hộ trì Bồ Tát dẫn đến giáo hóa Bồ Tát được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì nội không nên bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc. Vì ngoại không dẫn đến vì vô pháp hữu pháp không nên bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo là bất khả đắc. Vì nội không nên bát nhã ba la mật hộ trì bát Bồ Tát dẫn đến giáo hóa Bồ Tát được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc. Vì ngoại không dẫn đến vô pháp hữu pháp không nên bát nhã ba la mật hộ trì Bồ Tát dẫn đến giáo hóa Bồ Tát được nhất thiết thế gian tối thượng biện là bất khả đắc. Luận: vì nghĩ rằng bát nhã ba la mật là pháp khó thấy, khó hiểu, khó biết, là pháp tịch diệt thậm thâm vi diệu, nên trừ đại đệ tử của Phật đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng, ai là người tín thọ được bát nhã ba la mật? Bởi vậy mà Ngài Tu Bồ Đề đã nói rằng, các pháp đều chẳng có định tướng, vào được nơi thật tướng pháp rồi, thì các tâm hành xứ đều diệt, các ngôn ngữ đều đoạn, nên nói bát nhã ba la mật là pháp khó giải, khó bày. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là tịch diệt, là trí huệ vi diệu, đầy đủ viên mãn, chẳng còn chỗ sở cầu. Lại nữa, vì nghĩ rằng bát nhã ba la mật thậm tâm vi diệu, nên người thế gian sanh tâm sợ hãi, người chỉ mong cầu phước quả, khi nghe đến phá chấp hữu, người chỉ mong cầu vui dục lạc,
Khi nghe đến phá chấp thượng vân vân đều sanh tâm sợ hãi. Do vậy mà các ngài đã nêu lên câu hỏi trên đây. Nhân đây ngài A Nan đã thay lời ngài Tu Bồ Đề nói đến bốn hạng người tín thọ được bát nhã ba la mật, đó là chư Bồ Tát đã vào bất thối chuyển địa, đã biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh bất diệt và đã chẳng còn chấp các pháp tướng. Chư vị lậu tận A La Hán đã thành tựu được các pháp vô vi tối thượng, những người đã thành tựu được chánh kiến và chánh tín lực, những người đã có nhiều phước đức, có căn tánh minh lợi, có trí huệ thanh tịnh, lại thường thân cận các bậc thiện tri thức. Hỏi trước đây nói ngài A Nan chẳng có dự các cuộc tham luận về bát nhã ba la mật, nay vì sao ngài A Nan lại đáp thay ngài Tu Bồ Đề? Đáp: ngài A Nan được xem là bậc giáo thọ trong đại chúng, tuy mới được quả tu đà hoàn nhưng ngài đã là bậc đa văn nhiều trí huệ. Mặc dù ngài A Nan chưa được thâm nhập pháp không, nhưng ngài rất thông đạt về hữu vi pháp, lại thường giải đáp các nạn vấn liên hệ đến hữu vi pháp, nên khi nghe các đại đệ tử của Phật nêu lên câu hỏi ai là người tín thọ được bát nhã ba la mật, ngài đã trả lời thay ngài Tu Bồ Đề vậy. Vì sao? Vì câu hỏi đó liên hệ đến tín tâm, tức là liên hệ đến hữu sự hữu pháp vậy. Lại nữa, ngài Tu Bồ Đề thường thuyết về pháp không mà chẳng có thường thuyết về các pháp hữu vi, nên ngài A Nan trả lời thay ngài Tu Bồ Đề về câu hỏi nêu trên đây vậy. Hỏi: bát nhã ba la mật là vô sở hữu, như vậy vì sao lại nói đến bốn hạng người tín thọ bát nhã ba la mật? Đáp: ngài Tu Bồ Đề nói về nhân duyên tín thọ bát nhã ba la mật là chẳng dùng sắc để phân biệt không, chẳng dùng không để phân biệt sắc, vì sắc tức là không và không tức là sắc, vân vân. Ngài lại nói rõ bát nhã ba la mật là pháp thập thâm vi diệu, chẳng có lỗi lầm, chẳng gì phá được. Trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp gì để thuyết, chẳng có pháp gì để chỉ bày, chẳng có pháp gì để luận giải cả. Bởi vậy nên bốn hạng người tín thọ bát nhã ba la mật cũng đều là bất khả đắc. Các hạng người này biết rõ không tức là bát nhã ba la mật, và bát nhã ba la mật tức là không, biết rõ thần tướng các pháp là vô sanh vô diệt, vô tướng vô tác, nên dùng trí huệ bát nhã để phá các hí luận, các kiến chấp điên đảo về nhân duyên tác sắc. Hỏi: vì sao chư vị đại đệ tử của Phật nêu lên câu hỏi mà ngài Tu Bồ Đề tiếp theo lời ngài A Nan lại hướng câu trả lời về chư vị thiên tử? Đáp: ngài Tu Bồ Đề biết rằng chư vị đại đệ tử của Phật đều là những vị đại A La Hán, nên dù có khởi tâm nghi về bát nhã ba la mật mà nêu lên câu hỏi để được giải đáp, thì đối với các ngài sự giải đáp cũng chỉ đem lại sự lợi ích nhỏ mà thôi. Trái lại, chư vị thiên tử mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo, thì sự giải đáp sẽ đem lại cho họ nhiều lợi ích hơn. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề đã vì họ mà giải đáp, tuy trực tiếp giải đáp cho chư vị thiên tử, nhưng cũng là gián tiếp giải đáp cho chư vị đại đệ tử của Phật vậy. Lại nữa, nhằm giúp chư vị thiên tử tăng thêm tín tâm nơi bát nhã ba la mật, mà ngài Tu Bồ Đề sau khi nói về pháp không đã nói rõ rằng bát nhã ba la mật là rốt ráo không, nói rõ rằng người hành các pháp không mà giữ được tâm vô sở trước mới là người tín thọ bát nhã ba la mật. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất tán thán ngài Tu Bồ Đề rằng khi nói về bát nhã ba la mật, ngài đã khéo rộng nói về cả ba thừa giáo, về các pháp nhiếp thủ Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến Phật địa, hộ trì Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo, rộng tu sáu pháp ba la mật dẫn đến được nhất thiết chủng trí để hóa độ hết thảy chúng sanh, thâm nhập vào được bát nhã ba la mật sẽ được quả báo vô ngại nơi hết thảy các pháp, được biện tài vô ngại, được lạc thuyết vô ngại, vân vân. Thâm nhập vào được bát nhã ba la mật sẽ giải trừ được các nạn vấn, sẽ chẳng còn sanh hí luận. Bởi vậy nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chỉ tùy chúng sanh mà thuyết pháp, nên gọi là tùy ứng biện thuyết và cũng gọi là nhất thiết thế gian tối thượng biện. Ngài Tu Bồ Đề xác nhận lời nói của ngài Xá Lợi Phất là đúng, khiến ngài Xá Lợi Phất lại nghĩ rằng ngài Tu Bồ Đề thường thuyết pháp không, nhưng vì sao khi nghe ta nói bát nhã ba la mật rộng nói về ba thừa giáo mà ngài lại tán thán như vậy? Chắc là phải có nhân duyên gì. Ngài Tu Bồ Đề đáp: vì nội không dẫn đến vì vô pháp hữu pháp không, nên bát nhã ba la mật rộng nói cả ba thừa giáo đã bất khả đắc. Bát nhã ba la mật nhiếp thủ được pháp biện tài của cả ba thừa giáo, vì cả ba thừa giáo rốt ráo đều dẫn đến trí tánh không vậy. Phẩm thứ 29, tán hoa giải hoa. Kinh: lúc bấy giờ, ngài Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên vương trong đại chúng
đều nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề đã vì chúng sanh ban pháp vũ mười pháp, chúng ta phải hóa tác các hoa trời để tán Phật, chư Đại Đức Tăng, Đại Đức Tu Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩ như vậy rồi, chư thiên vương liền tung các hoa trời đầy khắp giữa hư không. Các hoa báu này kết thành những đài hoa trang nghiêm vi diệu. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm: chư vị thiền tử tán các hoa trời đầy cả hư không, quý báu xinh đẹp chưa từng thấy. Đây là hoa được biến hóa ra, chẳng phải là hoa từ cây sanh ra. Đây là hoa từ tâm thọ sanh, chẳng phải là hoa từ cây sanh ra. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân biết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề liền nói: thưa Đại Đức, hoa này chẳng phải là hoa từ cây sanh ra, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói: thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài nói hoa này chẳng phải từ cây sanh, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh. Như vậy nếu hoa này chẳng sanh thì chẳng thể gọi là hoa. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đáp: thưa Đại Đức, chỉ có hoa này chẳng sanh, hay là sắc thọ tưởng hành thức cũng chẳng sanh. Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải chỉ có hoa này là chẳng sanh, mà sắc dẫn đến thức cũng chẳng sanh. Nếu sắc dẫn đến thức chẳng sanh thì cũng chẳng thể gọi là sắc, dẫn đến cũng chẳng thể gọi là thức. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp. Nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng đều là như vậy. Luận: Ngài Thích Đề Hoàn Nhân và chư vị thiên vương nghe Ngài Tu Bồ Đề nói về nghĩa bát nhã ba la mật, cũng là nói về thật tướng các pháp, nên chẳng còn gì để suy lượng phân biệt nữa. Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp là rốt ráo không, mà chẳng phá các pháp tướng, chẳng làm mất các hạnh nghiệp nhân duyên quả báo. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân cùng chư vị thiên vương thấy Ngài Tu Bồ Đề chỉ là thanh văn, mà giữa đại chúng đã khéo nói lên được thậm thâm pháp nghĩa của bát nhã ba la mật, nên rất hoan hỷ và nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề thuyết pháp vô ngại, ví như cơn mưa lớn tưới khắp, làm cho cây cỏ lớn nhỏ đều được xanh tươi. Ngài Tu Bồ Đề ban mưa pháp, làm cho cả ba thừa giáo đều được lận đạo. Ở nơi pháp hội, Ngài Tu Bồ Đề trước hết thuyết về bát nhã ba la mật, rồi sau đó khuyên phát tâm tu hành để dẫn đến Phật đạo. Do Ngài thuyết về thật tướng pháp nên chẳng có gì để suy lược để phân biệt cả. Ví như cơn mưa lớn đổ xuống khắp cõi Diêm Phủ Đề, khiến nơi nơi đều được nhuận ích. Hạt giống ở sẵn trong đất, nhưng nếu chẳng gặp được cơn mưa đúng thời thì chẳng có thể nảy mầm được. Cũng như vậy, người tu dù đã sẵn có chủng nhân vô thượng, nhưng nếu chẳng gặp được mưa pháp đúng thời thì chẳng có thể phát khởi đạo tâm được. Trái lại, nếu gặp được mưa pháp đúng thời đúng lúc thì mới có cơ duyên phát khởi vô thượng Bồ Đề tâm được. Ví như trận cuồng phong quét sạch bụi trần, ví như cơn mưa rào làm tan nhiệt khí. Cũng như vậy, cơn mưa pháp bát nhã ba la mật tận diện các tà độc bất thiện, quét sạch các tà kiến, các ma sự của các ác tri thức. Hàng phàm phu mong cầu phước báo liền sạch tầm sợ hãi khi nghe thuyết bát nhã ba la mật. Còn chư thiên vương nghe được bát nhã ba la mật sanh tâm hoan hỷ, nên đã tự niệm rằng chúng ta phải hóa tác các hoa trời để tán Phật, chư Đại Đức Tăng, Đại Đức Tu Bồ Đề và Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề đã khéo thuyết Bát Nhã Ba La Mật, nên chư thiên vương sanh tín tâm thanh tịnh, hoan hỷ muốn cúng dường Ngài và cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì Ngài thuyết về pháp không, nên người nghe pháp phải là người như huyễn như hóa. Do vậy mà chư thiên đã tự hiển dụng pháp tướng tán hoa để cúng dường. Vì hoa này chẳng phải là sanh hoa, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh, nên sự cúng dường được trọn đầy ý nghĩa vậy. Vị chư vị thiên vương nghĩ rằng đem hoa tán Phật là cúng dường Phật bảo, đem hoa tán bát nhã ba la mật là cúng dường pháp bảo, đem hoa tán chư vị Đại Đức Tăng và Đại Đức Tu Bồ Đề là cúng dường tăng bảo. Nghĩ như vậy rồi, chư thiên vương đã biến hóa ra các hoa trời đầy khắp hư không để sự cúng dường tam bảo được thành tựu viên mãn. Hỏi: do nguyên nhân gì mà các hoa trời lại kết thành đài hoa trang nghiêm và trụ giữa hư không như vậy? Đáp: có thể nói đó là do phước đức của chư thiên và chư thiên vương mà có sự kiện hy hữu như vậy. Có thuyết nói đó là do Phật lực gia bị mà có, lại có thuyết nói đó là do chúng hội được nghe bát nhã ba la mật mà được đại công đức, mặc dù gieo nhân ít mà được quả báo to lớn khiến thành tựu được Phật đạo, nên có sự kiện vi diệu ấy hiện ra. Lúc bấy giờ,
Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng các hoa này chẳng phải là hoa thật từ cây sanh ra, mà là hoa từ tâm thọ sanh. Sở dĩ nói hoa từ tâm thọ sanh ra, vì chư tiên đã tùy ý hiện ra hoa, cũng như hoa tùy theo niệm của chư tiên mà đến vậy. Vì bát nhã ba la mật là pháp vi diệu, pháp vô sanh, nên chư thiên chẳng dùng sanh hoa để cúng dường, mà dùng vô sanh hoa để cúng dường vậy. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân xác nhận, hoa này chẳng phải là hoa từ cây sanh, cũng chẳng phải là hoa từ tâm thọ sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói, nếu hoa này chẳng sanh thì chẳng thể gọi là hoa được. Do vậy nên biết, ở trong vô pháp, Ngài chẳng nên phân biệt là có hoa hay chẳng có hoa. Nghe xong, Ngài Thích Đề Hoàn Nhân đã được tâm thuần thục, nên hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng, chỉ có hoa này là chẳng sanh, hay các pháp cũng đều là chẳng sanh cả? Ngài Tu Bồ Đề nói, một pháp vô sanh thì hết thảy các pháp cũng đều là vô sanh cả. Nếu người tu hành ở nơi một pháp mà chẳng được minh liễu, ở nơi hết thảy các pháp cũng đều chẳng minh liễu. Nên biết, nếu năm ấm là vô sanh thì chẳng có thể gọi là năm ấm, dẫn đến nhất thiết chủng trí vô sanh thì chẳng thể gọi là nhất thiết chủng trí. Do năm ấm do nhân duyên hòa hợp sanh, chỉ là giả sanh, chẳng có định tướng. Thật tướng của năm ấm là như pháp tánh thật tế, là vô tướng vậy. Ở nơi thế tục đế, do tùy thuận chúng sanh tâm mà lập ra danh tự để phân biệt các pháp tướng riêng khác. Thế nhưng ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng có phân biệt bỉ thử bên này bên kia, nên là vô tránh, chẳng có tranh cạnh vậy. Thử từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy, chẳng có gì phân biệt cả. Do vì ngã không và chúng sanh không, nên người thuyết pháp, người nghe pháp, người hiểu pháp, người biết pháp đều là không cả. Bởi vậy nên quả Tu Đà Hoàn dẫn đến quả Phật đều là giả danh, giả thi thiết cả. Kinh, Ngài Thích Đề Hoàn Nhân nghĩ rằng, Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề trí huệ cao sâu, Ngài chẳng hoại pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Phật biết tâm niệm của vị đế thích nên dạy rằng, đúng như vậy, này Kiều Thi Ca. Ông Tu Bồ Đề có trí huệ cao sâu, chẳng phá hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng của các pháp. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Đức Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp, nghĩa ấy như thế nào? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, sắc là giả danh, dẫn đến thức là giả danh, nên ông Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Vì sao? Vì thật tướng pháp là chẳng hoại phi hoại, cũng chẳng phải chẳng hoại phi bất hoại. Chỗ thuyết pháp của ông Tu Bồ Đề cũng chẳng hoại phi hoại, cũng chẳng phải chẳng hoại phi bất hoại. Nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni, quả Tu Đà Hoàn dẫn đến quả Phật, Phật đạo dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là giả thi thiết cả. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên ông Tu Bồ Đề chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Thích Đề Hoàn Nhân, thưa Ngài Kiều Thi Ca, đúng như lời Phật dạy, các pháp chỉ là giả danh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải biết rõ các pháp chỉ là giả danh và phải học bát nhã ba la mật như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát học như vậy tức là chẳng học sắc dẫn đến chẳng học thức. Vì sao? Vì chẳng thấy có sắc dẫn đến chẳng thấy có thức để học. Bồ Tát cũng chẳng học nhãn dẫn đến ý, chẳng học sắc dẫn đến pháp, chẳng học nhãn thức dẫn đến ý thức, chẳng học nhãn xúc dẫn đến ý xúc, chẳng học nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng học đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng học nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng học bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng học hết thảy tam muội, hết thảy đà la ni, dẫn đến chẳng học nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng thấy có các pháp đó để học. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân hỏi, thưa Đại Đức, vì nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng thấy có sắc dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết chủng trí để học? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì sắc là sắc không, dẫn đến nhất thiết chủng trí là nhất thiết chủng trí không. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì chẳng trú trong không mới gọi là học không. Vì sao? Vì là bất nhị pháp. Bồ Tát học sắc không dẫn đến học nhất thiết chủng trí không, vì là bất nhị pháp. Bồ Tát học sắc không dẫn đến thức không là chẳng phải hai bất nhị. Học đàn ba la mật không dẫn đến bát nhã ba la mật không là chẳng phải hai. Học bốn niệm xứ không dẫn đến 18 bất cộng phải không là chẳng phải hai.
học quả Tu Đà Hoàn không, dẫn đến quả Phật không, học Tam Muội không, Đà La Ni không, dẫn đến nhất thiết trùng trí không, là chẳng phải hai. Học như vậy nên Bồ Tát có thể học được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp. Bồ Tát học vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp như vậy là chẳng vì sắc tăng mà học, cũng chẳng vì sắc giảm mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí tăng mà học, cũng chẳng vì nhất thiết trùng trí giảm mà học. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát chẳng vì sắc tăng sắc giảm mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí tăng, nhất thiết trùng trí giảm mà học, thì Bồ Tát cũng chẳng vì sắc thọ sắc diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí thọ, nhất thiết trùng trí diệt mà học vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói Bồ Tát học như vậy là chẳng vì sắc thọ sắc diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí thọ, nhất thiết trùng trí diệt mà học chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát nếu học như vậy thì sẽ chẳng vì sắc thọ hay sắc diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí thọ hay diệt mà học vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, vì nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng vì sắc thọ hay diệt mà học, dẫn đến chẳng vì nhất thiết trùng trí thọ hay diệt mà học? Ngài Tu Bồ Đề đáp, vì sắc là chẳng thể thọ, bất khả thọ, mà cũng chẳng có người thọ sắc, dẫn đến vì nhất thiết trùng trí là chẳng thể thọ, mà cũng chẳng có người thọ nhất thiết trùng trí. Vì sao? Vì đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không, nên là như vậy. Do vì chẳng thọ, bất thọ, hết thảy pháp, nên Bồ Tát mới có thể đến được nhất thiết trùng trí. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, Ngài nói Bồ Tát học như vậy mà có thể đến được nhất thiết trùng trí chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật như vậy có thể đến được nhất thiết trùng trí. Vì sao? Vì chẳng thọ hết thảy pháp mới đến được nhất thiết trùng trí vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, nếu đối với hết thảy các pháp Bồ Tát đều chẳng vì thọ mà học, cũng chẳng vì diệt mà học, thì làm sao có thể đến được nhất thiết trùng trí? Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy sắc sanh, chẳng thấy sắc diệt, chẳng thấy sắc thọ, chẳng thấy sắc bất thọ, chẳng thấy sắc cấu, chẳng thấy sắc tịnh, chẳng thấy sắc tăng, chẳng thấy sắc giảm. Vì sao? Vì sắc tánh là không, dẫn đến Bồ Tát chẳng thấy nhất thiết trùng trí là có sanh, có diệt, có thọ, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Vì sao? Vì nhất thiết trùng trí là tánh không. Như vậy, thưa Ngài Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất thọ, bất giả, bất cấu, bất tịnh, bất tập, bất tán, bất tăng, bất giảm. Bồ Tát do học Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà đến được nhất thiết trùng trí. Vì sao? Vì là vô sở học, vô sở đắc, chẳng có gì học, chẳng có gì đắc vậy. Luận, Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hoan hỉ tán thán Ngài Tu Bồ Đề có trí huệ cao sâu, chẳng hoại các pháp tướng mà vẫn thuyết được thật tướng các pháp. Phật ứng chứng lời tán thán này. Hỏi, vì sao Phật ứng chứng lời Ngài Thích Đại Hoàn Nhân tán thán Ngài Tu Bồ Đề? Đáp, Phật hiển dụng đại bi tâm muốn chúng sanh tín thọ lời của Tu Bồ Đề thuyết. Ngài Tu Bồ Đề đã dùng trí huệ thập thâm quán chiếu các pháp, biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là giả danh, như vậy là hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên đều là giả danh, là vô tướng vậy. Bát Nhã Ba La Mật dùng nhiếp hết thảy các pháp mà chẳng thủ chấp các tướng. Học Bát Nhã Ba La Mật như vậy là học sắc không, dẫn đến học nhất thiết trùng trí không, là vào được bất nhị pháp vậy. Lại nữa, vì sắc chẳng có định tướng, vì sắc là vô sắc nên chẳng học sắc, dẫn đến hết thảy các pháp cũng đều là như vậy cả. Bồ Tát cầu năm nhãn nên chẳng thấy có sắc tướng, chẳng thấy có ngã tướng, có vô ngã tướng, dẫn đến chẳng thấy có nhất thiết trùng trí tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí đều là không, là vô tướng, là bất khả đắc cả. Cho nên nói sắc là tự tướng không, dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng là tự tướng không. Do vì biết sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí là tự tướng không, nên chẳng học sắc, dẫn đến chẳng học nhất thiết trùng trí. Nên biết hết thảy các pháp tướng đều nương vào nhau mà y tha khởi tác hành, chẳng phải mỗi pháp có tự tướng riêng biệt vậy. Ví như người cưỡi ngựa, nếu chẳng nương vào tướng người tướng ngựa, thì chẳng sao nói lên được tướng người cưỡi ngựa được. Hỏi, nếu như vậy thì chẳng học hết thảy pháp, sao lại nói được hết thảy trí? Đáp, như đã nói trước đây, nếu đã vào được pháp không thì chẳng còn chấp các pháp tướng nữa. Học như vậy mới gọi là học sắc không. Vì sao? Vì nếu chấp không mà phá các pháp tướng thì liền bị rơi vào đoạn diệt. Còn nếu phá chấp về sắc tướng mà cũng chẳng chấp không thì mới vào được bất nhị pháp môn.
Có như vậy mới biết được sắc và không đều chẳng phải hai, chẳng phải khác và đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, nếu học sắc không dẫn đến nhất thiết chủng trí không là chẳng phải hai, chẳng phải khác thì sẽ được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật Pháp. Đó chính là nhất thiết chủng trí vậy. Bồ Tát có tâm hạn lượng. Bồ Tát tâm có hạn lượng, còn Phật tâm là vô hạn lượng. Bởi vậy nên nói vô hạn lượng mới là chánh hạnh của Bồ Tát Đạo. Lại nữa, nếu chẳng học sắc tăng hay giảm, là vì tăng hay giảm đều là giả lập. Ví như do bốn đại và bốn đại tạo sắc tác duyên hòa hợp mà tạo thành sắc thân. Khi đã có sắc thân lại vọng khởi, thấy có tướng nam, tướng nữ, tướng xấu, tướng tốt, tướng cao, tướng thấp, khiến chúng sanh sanh nhiễm trước, như vậy gọi là sắc tăng. Trái lại, khi phá sắc thành không rồi, lại vọng khởi chấp không, như vậy gọi là sắc giảm, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Lại nữa, nói chẳng vì sắc thọ, chẳng vì sắc diệt mà học, là vì sắc thọ hay sắc diệt đều là bất khả đắc cả. Nếu biết rõ như vậy thì chẳng còn thọ các nghiệp quả nhân duyên tương tục nữa. Ngài Tu Bồ Đề nói các nhân duyên sanh ra sắc đều là bất khả đắc nên chẳng thọ sắc, là vì nội ngoại sắc đều là không nên chẳng thọ sắc, sắc đã chẳng thọ thì cũng chẳng diệt vậy. Hỏi, ở trong 18 không đã bao gồm hết thảy các pháp, sao trên đây chỉ đề cập đến nội và ngoại không mà thôi? Đáp, nói người thọ sắc là không là nói về nội không, nói về sắc không là nói về ngoại không. Nội không và ngoại không nhiếp hết thảy các pháp không, nên chỉ cần đề cập đến nội không và ngoại không là đủ rồi vậy. Bồ Tát học sắc không dẫn đến học nhất thiết chủng trí không là học bất nhị pháp. Học như vậy là sẽ đến được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì chẳng còn gì làm chướng ngại cả. Lại nữa, nếu Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều như hư không, chẳng có gì chướng ngại, thì sẽ đến được nhất thiết chủng trí. Bởi các nhân duyên như vậy nên Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng Bồ Tát phải diệt hết phiền não, phải thọ hết thảy thiện pháp. Nghĩ như vậy rồi, Ngài bèn hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng, nếu Bồ Tát học hết thảy các pháp mà chẳng thọ chẳng diệt thì làm sao đến được nhất thiết chủng trí? Ngài Tu Bồ Đề đáp, nếu phá chấp về sanh tướng thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô sanh. Nếu phá chấp về vô thường tướng thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là vô diệt. Quán hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng, duyên khỏi sanh ra các tội lỗi nên là bất thọ. Quán hết thảy các pháp tướng đều lợi ích nên là bất xả. Quán hết thảy các pháp đều là tánh thể thanh tịnh nên là bất cấu. Quán hết thảy các pháp đều là tánh thể thường bình đẳng, chẳng phân biệt cấu tịnh nên là bất tịnh. Quán hết thảy các pháp tướng tùy có tác duyên mà thật chẳng được tạo tác nên là vô tác vô khởi. Quán hết thảy các pháp dù ra dù vào, dù qua dù lại đều chẳng có tăng, chẳng có giảm, chẳng có nhiều, chẳng có ít nên là bất tăng bất giảm. Như biển lớn thu nhận nhiều nguồn nước từ các dòng sông tương tục chảy đến mà lượng nước biển chẳng có gì thay đổi, các pháp cũng là như vậy. Do pháp tánh vẫn thường trú như hư không nên tự tánh của hết thảy các pháp là bất khả đắc, bất khả hoại. Nếu học được như vậy thì sẽ đến được nhất thiết chủng trí. Học được như vậy thì mới chẳng thấy có sắc tướng, dẫn đến chẳng thấy có thức tướng, chẳng thấy có Bồ Tát tướng, dẫn đến chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật tướng. Học như vậy mới đạt đến chỗ vô sở học, vô sở đắc vậy. Kinh, lúc bấy giờ Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phải y cứ vào đâu để cầu Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Xá Lợi Phất nói, thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát phải y cứ nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi Ngài Tu Bồ Đề, thưa Đại Đức, đây là thần lực của Đại Đức khiến Ngài Xá Lợi Phất nói vậy chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải thần lực của tôi khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy. Ngài Thích Đại Hòa Nhân thưa hỏi, thưa Đại Đức, như vậy thần lực là của ai? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa Ngài Kiều Thi Ca, đây là thần lực của Như Lai. Ngài Thích Đại Hòa Nhân hỏi, hết thảy các pháp đều chẳng có thọ xứ, vô thọ xứ, như vậy do đâu mà nói đó là thần lực của Như Lai? Đi vô thọ xứ tướng thì Như Lai là bất khả đắc, đi pháp như thì Như Lai cũng bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề đáp, đúng như vậy, thưa Ngài Kiều Thi Ca, như lời ông nói, lì vô thọ xứ tướng thì Như Lai là bất khả đắc, và đi pháp như thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Trong vô thọ xứ tướng, Như Lai cũng là bất khả đắc, và trong pháp như, Như Lai cũng là bất khả đắc. Lại nữa, trong sắc như dẫn đến trong thức như thì Như Lai như là bất khả đắc, trong Như Lai như thì sắc như dẫn đến thức như là bất khả đắc,
Trong sắc pháp tướng dẫn đến trong thức pháp tướng, thì Như Lai pháp tướng là bất khả đắc. Trong Như Lai pháp tướng, thì sắc pháp tướng dẫn đến thức pháp tướng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, trong sắc như dẫn đến trong thức như, Như Lai chẳng có hợp, chẳng có tan, ly sắc như dẫn đến ly thức như, Như Lai cũng chẳng có hợp, chẳng có tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Lại nữa, trong sắc pháp tướng dẫn đến trong thức pháp tướng, Như Lai chẳng có hợp, chẳng có tan, ly sắc pháp tướng dẫn đến ly thức pháp tướng, Như Lai cũng chẳng có hợp, chẳng có tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, như vậy là hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, chẳng có tan, đó chính là thật lực của Như Lai, chính là vô sở thọ pháp vậy. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát Cổ Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, chẳng phải ở trong sắc, chẳng phải ly sắc, dẫn đến chẳng phải ở trong thức, chẳng phải ly thức, mà Bồ Tát Ma Ha Tát Cổ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và năm ấm cùng hết thảy các pháp đều là những pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng vậy. Dẫn đến chẳng phải ở trong nhất thiết chủng trí, hay lì nhất thiết chủng trí mà cầu Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí cùng hết thảy các pháp đều là những pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng vậy. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm, cũng chẳng ly năm ấm, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí, cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm như, cũng chẳng ly năm ấm như, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí như, cũng chẳng phải ly nhất thiết chủng trí như. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải là năm ấm pháp, cũng chẳng phải ly năm ấm pháp, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí pháp, cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí pháp. Vì sao? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, vì hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc vậy. Luận hỏi: Đức Phật, Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Xá Lợi Phất đã dùng các phương tiện nhân duyên để nói rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật tướng rồi. Này, vì sao Ngài Thích Đại Hoàn Nhân còn phải hỏi, còn phải cầu Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào nữa? Này, vì sao Ngài Thích Đại Hoàn Nhân còn hỏi phải cầu Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào nữa? Đáp: Ở đây vị Đế Thích chẳng có hỏi về thể của Bát Nhã Ba La Mật, mà Ngài chỉ hỏi về Bát Nhã Ba La Mật danh tự, nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, Ngài Tu Bồ Đề thường thuyết về pháp không, thường tu tập pháp không, còn Ngài Xá Lợi Phất tuy là bậc trí huệ đệ nhất, tuy đã đoạn được pháp ái, nhưng chưa có thường thuyết và hành pháp không, nên mới nói phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Vì sao vị Đế Thích chẳng có hỏi Phật để hiểu rõ hơn về Bát Nhã Ba La Mật, mà Ngài lại hỏi Ngài Tu Bồ Đề? Đáp: Trừ Phật ra thì Ngài Tu Bồ Đề là người thường hành và thuyết pháp không đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Phật ở trong cả 6 thời thường dùng Phật nhãn để quán tâm chúng sanh, thường dùng trí huệ Bát Nhã thuyết về vô thường, khổ, không, vô ngã, thường phân biệt rõ về biệt tướng và tổng tướng của các pháp, thường thuyết về các nhân duyên sanh pháp, nhập dạy chúng sanh nhận rõ các pháp, đều chẳng có ai làm ra, vô chủ tác, chẳng có ai thọ, vô thọ giả, chẳng có ai biết, vô tri giả. Lại thường thuyết các pháp đều là rốt ráo không, liễu ngộ được các pháp đều là vô chủ tác, vô thọ giả, vô tri giả, vô kiến giả, đều là rốt ráo không, đều là rốt ráo bất khả đắc, là đã thâm nhập được vào Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Ngài Tu Bồ Đề thay Phật đã thuyết Bát Nhã Ba La Mật tại pháp hội, lời thuyết giảng của Ngài được Phật chứng minh, khiến chư thiên tử đến nghe pháp đều hoan hỷ tín thọ. Do vậy mà Ngài Thích Đại Hoàn Nhân đã thay mặt chư thiên nêu lên các câu hỏi để được Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Tu Bồ Đề giải rõ thêm. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân tự nghĩ chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật tướng là như thế nào. Biết được tâm của vị Đế Thích, Ngài Xá Lợi Phất nói: Ngài Tu Bồ Đề thường nhập pháp không, thường thuyết pháp không, chỗ Ngài thuyết ra là không, dẫn đến pháp không đó cũng là không. Bởi vậy phải nương nơi chỗ Ngài Tu Bồ Đề thuyết mà cầu Bát Nhã Ba La Mật vậy. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân tán thán Ngài Tu Bồ Đề có đại thần lực, khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy. Ngài Tu Bồ Đề khiêm tốn đáp: Chẳng phải thần lực của tôi khiến Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, mà đây là do thần lực của Như Lai.
Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi, hết thảy pháp đều là vô thọ xứ, như vậy do đâu mà nói đó là thần lực của Như Lai? Sở dĩ vị đế thích hỏi ngài Tu Bồ Đề như vậy, vì ngài nghĩ rằng nếu ly vô thọ xứ tướng thì Như Lai là bất khả đắc. Nếu hết thảy các pháp đều là vô thọ xứ thì chẳng có chỗ y trì, nên cũng chẳng do đâu mà có được Như Lai vậy. Đây là lời vấn nạn mà vị đế thích đã nêu lên trong pháp hội. Ngài Tu Bồ Đề thay Phật đã và đang thuyết Bát Nhã Ba La Mật để trả lời cho vị đế thích và gián tiếp cho toàn thể pháp hội vậy. Hỏi, vô thọ xứ tướng và pháp như khác nhau như thế nào? Đáp, thời tướng của các pháp cũng gọi là vô thọ tướng. Vì các pháp đều là bất khả đắc nên là vô thọ. Vì thật tướng của các pháp chẳng thể hoại, bất hoại nên cũng gọi là như. Trong không thì Như Lai là bất khả đắc, mà ly không thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề sau khi nghe ngài Thích Đại Hoàn Nhân giải bày đã tán thán rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Qua lời xác nhận của ngài Tu Bồ Đề thì vô thọ tướng và như tướng là chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác vậy. Cũng nên biết rằng Như Lai là bất khả đắc, nhưng vì tùy thuận chúng sanh mà nói có Như Lai, đây chỉ là phương tiện để hóa độ chúng sanh, thật ra Như Lai cũng chỉ là giả danh pháp. Lại nữa, như ở thời trước và Lai đến trở lại y như vậy, ở vào thời sau nên gọi là Như Lai. Ví như xưa kia, Bồ Tát Định Quang đã hành 6 pháp Ba La Mật mà vào được đạo. Này Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng đã hành 6 pháp Ba La Mật mà vào được đạo. Lại ví như xưa kia, Bồ Tát Định Quang đã dùng trí huệ để biết hết thảy các pháp đều là như, và cũng từ nơi như mà lại, nên gọi là Như Lai. Này Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng là như vậy. Phật là Như Lai, là vô sở hữu, hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp cũng đều là vô sở hữu tướng, là vô thọ xứ tướng, nên cũng có nghĩa là Như Lai vậy. Trên đây lược nói vô thọ tướng, Như Lai tướng đều là không, là vô sở hữu. Vô thọ xứ tướng là như tánh tướng, là vô định tướng. Bởi vậy nên nói trong vô thọ xứ tướng chẳng có Như Lai, và ly vô thọ xứ tướng cũng chẳng có Như Lai, vì Như Lai là bất khả đắc vậy. Có thuyết nói thật tướng pháp có hai nghĩa, các pháp tướng là rốt ráo không, các pháp tướng rốt ráo chẳng có thể diễn bày, chẳng có thể nói ra được, chẳng có thật thể nên là vô tướng. Ví như nói niết bàn chẳng thể diễn bày, chẳng thể nói ra được. Lại nữa cũng nên biết, nếu nói các pháp tướng là rốt ráo không thì Như Lai là bất khả đắc, mà phá rốt ráo không thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì trong rốt ráo không là vô thọ tướng, mà phá rốt ráo không thì thật tướng pháp là như. Cũng như vậy, tầm cầu Như Lai ở nơi năm ấm dẫn đến ở nơi nhất thiết trùng trí thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Hỏi, nếu nói Như Lai là bất khả đắc thì vì sao còn nói đến thần lực của Như Lai? Đáp, trên đây đã nói rõ Như Lai chẳng ở nơi năm ấm, mà ly năm ấm cũng chẳng có Như Lai, năm ấm chẳng có trong Như Lai, mà Như Lai cũng chẳng có trong năm ấm. Vì sao? Vì năm ấm là tướng sanh diệt, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, nên Như Lai chẳng phải là năm ấm. Nếu Như Lai là năm ấm thì Như Lai cũng sẽ sanh diệt vậy. Lại nữa, năm ấm là năm pháp, mà Như Lai chỉ là một pháp, năm chẳng thể là một, mà một cũng chẳng thể là năm được. Bởi vậy nên nói Như Lai chẳng phải là năm ấm, và năm ấm chẳng phải là Như Lai. Thế nhưng nếu nói lì năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai phải là chẳng thấy vô kiến, chẳng biết vô tri, chẳng nghe vô văn, chẳng có kiến thức vô thức, chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc. Vì sao? Vì tánh hay biết giác trì thuộc về năm ấm. Bởi vậy nên nói tùy năm ấm thì Như Lai cũng là bất khả đắc. Trong sắc, sắc như, sắc pháp tướng dẫn đến trong thức, thức như, thức pháp tướng, Như Lai đều chẳng hợp chẳng tan. Tùy sắc, sắc như, sắc pháp tướng dẫn đến ly thức, thức như, thức pháp tướng, Như Lai cũng đều chẳng hợp chẳng tan. Đối với nhất thiết trùng trí cũng là như vậy. Tóm lại, ở nơi hết thảy các pháp và ly hết thảy các pháp, Như Lai đều chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là vô sở thọ, đó chính là thần lực của Như Lai vậy. Hỏi, nếu nói Như Lai dùng mắt thấy tai nghe thì như vậy có lỗi gì? Đáp, cái dùng để thấy ấy là nhãn căn, chẳng phải là Như Lai. Nếu là Như Lai thì Như Lai chẳng phải tướng con mắt. Lại nếu Như Lai chưa thủ sắc thì làm sao biết Như Lai dùng con mắt để thấy, dùng tai để nghe được? Nói Như Lai dùng mắt thấy tai nghe đã chưa thông suốt vậy. Hỏi, nếu Như Lai dùng trí huệ để phân biệt thì như vậy trí huệ của Như Lai thấy hay chẳng thấy? Nếu trí huệ dùng con mắt để thấy
thì các căn khác sẽ như thế nào? Đáp, cái biết cũng như cái thấy, cái nghe thuộc về năm căn, chẳng phải là Như Lai. Vì nếu dùng cái biết mà biết con mắt, thì cái gì sẽ biết được cái biết đó? Hỏi, nghĩa ấy như thế nào? Nếu muốn biết Như Lai thì phải dùng cái gì để biết? Nếu dùng Như Lai mà biết được Như Lai thì là vô cùng, làm sao có thể như vậy được? Đáp, nếu nói cái tướng biết trú trong cái biết của Như Lai, có nghĩa là nói khi biết được cái tướng biết thì cái biết đó đã cùng Như Lai trú vậy. Thế nhưng nếu nói cái biết cũng chính là tướng biết thì cái biết đó là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng có đời sau, như vậy thì Như Lai phải là đoạn diệt. Lại nữa, nếu ly năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai phải là thường cũng như hư không. Như Lai tướng chẳng có biến đổi nên chẳng có thọ khổ thọ lạc, cũng chẳng có tội có phước. Bởi các lỗi trên nên nói năm ấm chẳng có trong Như Lai và Như Lai chẳng có trong năm ấm. Hỏi, phải nương theo năm ấm mới biết có Như Lai, nếu chẳng có năm ấm thì làm sao biết có Như Lai được? Đáp, nếu do năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai chẳng có tự tánh. Nếu tự tánh của Như Lai đã là không thì thọ tánh cũng là không. Bởi vậy nên nói ở nơi năm ấm mà cầu Như Lai thì Như Lai là bất khả đắc. Trên đây vì muốn phá trừ các lý luận nên nói Như Lai chẳng có trong năm ấm. Như Lai là bất sanh bất diệt nên người dùng các pháp lý luận mà cầu Như Lai thì chẳng thể nào thấy được Như Lai vậy. Thế nhưng nếu chấp chẳng có Như Lai thì lại rơi vào tà kiến. Như vậy là nói có Như Lai hay nói không có Như Lai thì cũng đều là lý luận cả. Dùng các pháp lý luận mà cầu Như Lai thì Như Lai là bất khả đắc vậy. Nên biết tướng của Như Lai cũng là tướng của hết thảy pháp, và tướng của hết thảy pháp cũng là tướng của Như Lai. Vì Như Lai tướng rốt ráo là không tướng, và không tướng tức là hết thảy pháp tướng vậy. Hỏi, nói trong năm ấm như chẳng có Như Lai như, vậy trong Như Lai như cũng chẳng có năm ấm như hay sao? Đáp, đây chỉ được nói đến hai pháp ấy nhưng rộng nhất, hết cả 20 tả chấp về ngã kiến. Nên biết năm ấm như dẫn đến nhất thiết trùng trí như. Năm ấm như tức là thị năm ấm pháp tướng, dẫn đến nhất thiết trùng trí như tức là thị nhất thiết trùng trí pháp tướng. Bởi vậy nên nói như tức là thị pháp tướng vậy. Hỏi, nếu nói như tức là thị pháp tướng thì vì sao còn hỏi nữa? Đáp, người tu khi đã biết năm ấm như rồi mà tâm vẫn còn nghi, còn sợ chưa rõ vì sao các pháp tướng đều là không, là vô sở hữu. Bởi vậy nên vị đế thích mới hỏi để ngài tu bồ đề giải rõ thêm. Ngài tu bồ đề cho biết rằng năm ấm pháp tướng tự như, tức là thị năm ấm pháp tướng vậy. Ví như người tự chạm vào lửa khiến tay bị nóng thì tự tâm chẳng oán chẳng giận vì biết tướng lửa là như vậy. Trái lại, nếu có kẻ khác lấy lửa đốt mình thì liền sanh sân hận. Bởi vậy nên nói, trong năm ấm như thì Như Lai chẳng hợp chẳng tan, ly năm ấm như thì Như Lai cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì Như Lai là nhất tướng là vô tướng, đã là nhất tướng là vô tướng thì chẳng thể hợp chẳng thể tan được, phải có hai pháp trở lên mới có hợp có tan được. Lại nữa, nếu ly năm ấm tướng thì Như Lai cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao? Vì ly năm ấm tướng thì Như Lai là bất khả đắc. Bởi vậy nên nói Như Lai là như pháp và năm ấm tướng cũng là như pháp. Như Lai là như pháp tướng, năm ấm tướng cũng là như pháp tướng, chẳng phải hai chẳng phải khác. Ly năm ấm như thì năm ấm pháp tướng cũng chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Bởi vậy nên nói nếu biết rõ các pháp như tướng là chẳng hợp chẳng tan thì sẽ được thần lực, được trí huệ bát nhã, sẽ nhận rõ được thật tướng của các pháp vậy. Hỏi, phải như thế nào mới cầu được trí huệ bát nhã? Đáp, chẳng thể ở nơi năm ấm mà cầu trí huệ bát nhã được. Vì sao? Vì năm ấm là vô thường, trước không nay lại có rồi lại trở lại không. Năm ấm chỉ ví như mộng như viễn, bát nhã ba la mật là thật trí huệ, là trí huệ Phật. Bởi vậy nên chẳng thể ở nơi năm ấm mà cầu được vậy. Ví như cầu các ngọc quý thì phải lặn xuống đáy biển sâu, phải trèo lên tận các núi cao, phải đào sâu trong lòng đất mới mong tìm được, chẳng phải ở nơi ao rạch xú uế mà tìm được vậy. Lại nữa, nếu ly năm ấm thì cũng chẳng cầu được bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì nếu ly năm ấm thì là vô sanh vô diệt, vô tác vô khởi, nên chẳng cầu bát nhã ba la mật được vậy. Chỉ khi nào biết rõ được năm ấm của bát nhã ba la mật là chẳng phải hai chẳng phải khác,
chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng, thì mới gọi là cầu bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì phàm phu phân biệt năm ấm là sắc pháp, trí huệ bát nhã là tâm pháp. Trái lại, các bậc thánh dùng huệ nhãn quán năm ấm cùng bát nhã ba la mật bình đẳng, đều là không, là nhất tướng, là vô tướng cả. Nếu phá được chỗ chấp về năm ấm của phàm phu, nếu biết rõ được năm ấm chẳng phải là thật có, chỉ do duyên hòa hợp sanh nên là như huyễn như mộng, thì sẽ vào được bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật chẳng ly năm ấm pháp tướng, dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng là như vậy. Kinh: Ngài Thích Đại Hoàn Nhân nói với Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức, như vậy thì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, Vô Lượng Vô Biên Ba La Mật cũng chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư vị Tu Đà Hoàn thành tựu được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến chư vị A-La-Hán thành tựu được quả A-La-Hán, chư vị Bích Chi Phật thành tựu được Bích Chi Phật Đạo, chư vị Bồ Tát thành tựu được Bồ Tát Đạo. Tất cả các đạo quả nêu trên đây đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được thành tựu, dẫn đến thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, được đạo vô thượng Bồ Đà, cũng đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được thành tựu cả. Ngài Tu Bồ Đề nói: đúng như vậy, thưa Ngài Kiều Thi Ca. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, Vô Lượng Vô Biên Bát Nhã Ba La Mật cũng chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Lại cũng từ trong sự tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu các quả thanh văn, dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật mênh mông rộng lớn, dẫn đến thức mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật mênh mông rộng lớn. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai, đều là bất khả đắc cả. Dẫn đến nhất thiết trùng trí cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sao? Vì sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng đều là bất khả đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc, thì sắc vô lượng dẫn đến thức vô lượng cũng là như vậy. Dẫn đến nhất thiết trùng trí vô lượng nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sao? Vì nhất thiết trùng trí vô lượng là bất khả đắc. Ví như hư không vô lượng là bất khả đắc, thì nhất thiết trùng trí vô lượng cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, sắc vô biên dẫn đến thức vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai đều bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết trùng trí vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Vì sao? Vì ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai, nhất thiết trùng trí đều là bất khả đắc. Lại nữa, vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Bởi nhân duyên vậy nên Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Ba La Mật. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, duyên vô biên là duyên hết thảy pháp tánh nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Lại nữa, vì duyên vô biên như nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên như nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, duyên vô biên như là duyên hết thảy pháp như. Vì pháp như là vô biên nên duyên pháp như là vô biên, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Lại nữa, vì chúng sanh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân hỏi: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là vì chúng sanh vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, theo ý Ngài nghĩ thì có pháp gọi là chúng sanh chăng? Ngài Thích Đại Hoàn Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng có pháp nào gọi là chúng sanh cả. Chúng sanh chỉ là giả danh pháp, danh pháp chẳng phải là thật pháp, chẳng có chỗ đi chỗ đến, chỉ gượng ép dựng lập ra các danh pháp vậy thôi. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài lại nghĩ sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật có nói đến chúng sanh, như vậy chúng sanh là thật có chăng? Ngài Thích Đại Hoàn Nhân đáp: Thưa Đại Đức, chẳng phải thật có. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu trong Bát Nhã Ba La Mật mà chúng sanh là chẳng thật có thì chúng sanh vô biên cũng là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, ý Ngài nghĩ sao? Trong hàng xa kiếp,
Chư Phật đều nói đến chúng sanh, đến danh tự chúng sanh, như vậy chúng sanh là pháp có sanh có diệt chăng? Ngài Thích Đại Hoàn nhận đáp: Thưa Đại Đức, pháp ấy chẳng có sanh chẳng có diệt, vì chúng sanh bản lai thường thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên nói chúng sanh vô biên thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Luận hỏi: Ngài Thích Đại Hoàn nhân chỉ mới được quả Tu Đà Hoàn thôi, như vậy vì sao Ngài lại muốn hỏi về thâm Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Nên biết Ngài Tu Bồ Đề tuy mới chứng quả A-la-hán, nhưng muốn vì làm lợi ích cho hàng Bồ Tát mà Ngài đã hỏi Phật về cách tu tập Bồ Tát hạnh, và đã được Phật ủy nhiệm việc thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe. Tương tự như vậy, Ngài Thích Đại Hoàn nhân tuy chỉ mới chứng được sơ quả thanh văn, nhưng vì là vị đế thích làm chủ cõi trời, lại có lợi căn, có lòng thương chúng sanh và muốn làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nên Ngài đã hỏi về thâm Bát Nhã Ba La Mật. Có thuyết nói về vị đế thích này là một vị đại Bồ Tát thị hiện làm thanh văn. Ngài vì lân mẫn chúng sanh tán thán Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng vô biên, lại tán thán việc tu tập Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến thành tựu các thánh đạo, để Ngài Tu Bồ Đề được theo đó giải rộng về Bát Nhã Ba La Mật nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo lời thưa hỏi của vị đế thích để giải rộng thêm về Bát Nhã Ba La Mật, như nói: Năm ấm mênh mông rộng lớn nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là mênh mông rộng lớn. Ở cả ba thời, năm ấm là bất đắc, là vô lượng vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc, là vô lượng vô biên, vân vân. Khi nói năm ấm là vô lượng vô biên, Ngài Tu Bồ Đề muốn cho biết rằng năm ấm chẳng phải là hữu pháp, vì hữu pháp dù có rộng lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn có hạn lượng, nên khi nói về năm ấm vô lượng vô biên, Ngài đã lấy hư không để làm dụ vậy. Lại nữa, nếu năm ấm là hữu biên có biên bờ, thì phải là hữu thì có biên bờ đầu tiên, thì phải là hữu chung có biên bờ sau cùng. Làm chấp như vậy là rơi về chấp đoạn diệt. Nên biết ở cả ba thời, năm ấm đều là bất khả đắc, bởi vậy nên nói năm ấm là vô biên, dẫn đến hết thảy pháp cũng là vô biên cả. Cũng nên biết hết thảy pháp hữu vi đều do bốn duyên sanh, đó là nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Nhưng ở hết thảy thời các duyên ấy đều tác khởi, nên duyên là vô biên. Vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Lại nữa, bốn duyên pháp ấy đều chẳng thật có, đều là rốt ráo không, nên đều là vô biên. Dẫn đến duyên như pháp tánh thật tế cũng là vô biên, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô biên. Như pháp tánh thật tế là như tướng, là vô tướng. Vì là vô tướng nên như pháp thật tế là vô biên, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô biên. Lại nữa, chúng sanh là không nên nói chúng sanh là vô biên. Chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, chỉ là giả danh pháp nên nói chúng sanh là chẳng thật có. Đây là lý do khiến vị đế thích nói chẳng thật có chúng sanh khi được Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ý Ngài nghĩ sao, và trong Bát Nhã Ba La Mật thật có chúng sanh chăng? Nếu thật chẳng có chúng sanh thì làm sao có thể nói chúng sanh là hữu biên được? Chư Phật trong vô lượng kiếp thường nói đến chúng sanh, nhưng chúng sanh chỉ là giả danh pháp. Từ xưa đến nay, chúng sanh tánh vốn thường thanh tịnh, vốn là vô sở hữu, là bất sanh bất diệt. Cho nên nói có hay nói không cũng đều là hí luận cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói chúng sanh vô biên thì Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Hỏi: Vì sao vô biên được nói nhiều mà vô lượng chỉ được nói mà thôi? Đáp: Do giấy khởi chấp về năm ấm pháp mà nảy sanh ra nhiều tà hạnh rất khó phá, nên phải nói nhiều về vô biên để phá chấp về năm ấm pháp tướng. Còn chúng sanh tướng là vô lượng tướng, nhưng dễ phá hơn, nên chỉ cần nói ít. Hết quyển 5 năm.